Thưa quý vị, chán nản vì làm ăn thua lỗ, một thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh mua 40 viên thuốc ngủ giá là 1 triệu 700 ngàn đồng rồi cho hết vào miệng uống để quyên sinh. May mắn là người nhà phát hiện kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Đáng nói hơn là theo các bác sĩ, loại thuốc mà anh ta sử dụng rất khó tìm mua tại các nhà thuốc vì thuộc nhóm thuốc an thần, quản lý rất chặt. Tuy nhiên, việc thuốc này bày bán tràn lan ở trên mạng khiến cho vấn đề quản lý và kiểm soát chặt chẽ cần được đặt ra. Đó cũng chính là nội dung sẽ bàn đến ngay sau đây. Trong vai một người đang bị mất ngủ, phóng viên đã có cuộc khảo sát mặt hàng này tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây, hầu hết các nhà thuốc đều khẳng định không có bán thuốc ngủ Sedusen. Thay vào đó, người bán lại giới thiệu một loại thuốc khác có chức năng an thần và hỗ trợ giấc ngủ sâu tương tự như Sedusen. Điều bất ngờ hơn là những loại thuốc ngủ có nguồn gốc từ thảo dược. Cái thuốc chấm thì đâu bán, có thuốc thảo dược được không? An thần gây ngủ nhưng mà nó không có gây nghiện giống như là Sedusen. Vậy em uống 2 viên cũng được. À, uống vô thì ngủ dữ lắm luôn á. Cái này là tinh lâm tiên, tâm sen. Phải uống 2 viên. Nếu 2 viên trường hợp chị không có hiệu quả, chị phải tăng lên từ 3 đến 4 viên. Tại các quầy thuốc, việc tìm mua loại thuốc ngủ Sedusen gần như không thể. Thế nhưng chỉ với những từ khóa đơn giản thì đã có trong tay hàng loạt địa chỉ bán thuốc ngủ trên mạng Internet với đủ chủng loại và hàm lượng. Một số nơi người bán còn công khai video clip giới thiệu những loại thuốc ngủ mình đang bán. Sedusen là một loại thuốc ngủ cực mạnh được chỉ định trong các trường hợp như thiếu ngủ, mất ngủ trầm trọng hoặc trường hợp cai nghiện, giúp cơ thể thư giãn an thần để có một giấc ngủ ngon không còn phải lo âu phiền toái. Nhưng nếu dùng liều cao sẽ gây ức chế trung tâm hô hấp và vận mạch. Sedusen thuộc danh mục cấm của Bộ Y tế, được quản lý chặt chẽ và chỉ bán theo toa của các bác sĩ trong các bệnh viện. Quy định là vậy, nhưng với những người thừa lòng tham nhưng thiếu ý thức vẫn phớt lờ. Nguy hiểm hơn, những loại thuốc ngủ này lại được bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, không cần đơn thuốc bác sĩ, không cần thăm khám, cũng như không cần tư vấn, chỉ cần người mua có nhu cầu là bán. Vấn đề đáng nói ở đây là thuốc này chỉ được chỉ định ở bệnh viện, nhưng người dân vẫn có thể mua được ở bên ngoài. Thậm chí là việc mua bán lại diễn ra công khai trên mạng và vô cùng nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, bệnh nhân rất dễ mất mạng nếu uống phải liều cao. Người bán dễ dãi, còn người mua dễ dàng. Không ai dám chắc việc người mua và sử dụng những loại thuốc ngủ hay thuốc an thần vào mục đích gì. Nhưng có thể khẳng định, nếu sử dụng sai cách, quá liều, dù các loại thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ từ thảo dược cũng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp sử dụng thuốc ngủ liều cao và lâu dài, dễ dẫn tới mất hành vi kiểm soát cá nhân như bồn chồn, ảo giác, nói linh tinh và lệ thuộc vào thuốc ngủ. Nguy hiểm hơn, xuất hiện cảm xúc hận thù, cơn thịnh nộ, giận dữ dẫn đến không kiềm chế, không kiểm soát được bản thân và có ý định tự sát. Rõ ràng việc quản lý loại thuốc này hiện đang bị thả lỏi, người bán vô tư rao bán, trong khi người mua ít hiểu biết khiến loại thuốc trị bệnh này trở thành thuốc độc, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe. Mặt khác, người dân cần hiểu đúng về thuốc tính năng và công dụng các loại thuốc ngủ hay thuốc an thần để tự bảo vệ bản thân. Tốt nhất vẫn là nên chủ động tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để không dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nếu dùng thuốc ngủ với mục đích giúp an thần ngủ sâu hơn thì cần phải được tư vấn của bác sĩ. Bởi tất cả thuốc ngủ được bác sĩ kê toa và chúng ta không thể tự mua ở tiệm thuốc. Đối với việc mất ngủ lâu dài, liệu pháp thay đổi hành vi thường là cách điều trị tốt nhất. Nếu dùng với mục đích xấu khác thì lỗi ở đây thuộc về các nhà thuốc, mà nếu chẳng may xảy ra sự cố có thể truy đến trách nhiệm nặng nề. Vì thế cần phải cẩn trọng khi mua bán loại thuốc cấm bán tràn lan này. Đến đây, Huỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.